You are not. Đi. Ra thì thấy theo chiều nó chứ. Ấy gái đi ra với ông này thì theo cái. Đấy. Ấy. Được hai củ mà. Sách cho kia lại quanh trở lại giá. Có tiền đấy à? Ừ, cái đấy thì không bán, quay thôi. Có củ rất dễ đây nhỉ. Thế chỉ nị cái thằng Thái này. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Cassava để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại cả trận. Nó cứ hết người rồi. Để chị.
hai phần ba con. Cà chua rồi đấy kìa. Không, để tao kia chấp nhé. Cái này khả năng cắt sắt được đúng không? Cắt được cái gạch được. Đi chợ nó lên bao tiền mà ông đi chợ lấy đi.
Thế. Vòng á. Bưởi em đi anh ơi. Bưởi to ăn cơm thế. Được.
đúng đúng bao tiền đây? 20 khỏi phố. Đây là tốt rồi thầy. Tôi hết rồi này. Buộc lên xong rồi nó lại chết mất. Tốt nhỉ. Này sau một tí mình bắt ra lên rồi để nó leo lên ấy. Làm giàn.
nó mới leo lên được. Cái này là để nó uốn quá. Tí cho một cây giữa đằng hai xong nó mới bám vào cái cây để leo thẳng lên. Thôi cái que này bé. Ừ. Xong rồi em ra kia lấy cho chị cái que nhá. Để cắm vào đây. Em đá đây là Thắng ạ, à, Thái cầm cầm cái que đây. Ông ấn mạnh xuống, ấn chống mạnh xuống. Thank you.
Chứ kìa. Bây giờ con rút cuốc con vặt lấy củ xong con lại ụp xuống đấy. Đây hôm nay hôm nọ bọn ấy nó bán ở chạy cá ra. Cá không được tiếp xúc với nhiều người. Vâng. Bệnh cái đéo nào thế. Vào 2 tháng rồi. Đấy. Lại bốc. Bốc cả sang bên vườn sắn kia ta dòng. Dòng lại 2 luống sang bên ấy. Con gái mua cho mấy con gà khác bưng. Hôm nay nó lại là bưng chim. Ê. Nó bao nhiêu là nó bảo ăn được con mua cho chục con gà bất tử. Nó ở trên chị chị. Vâng. Hôm nay định đi chợ cuốc sớm ra nó sao thế rồi. Quân định là mai mới vào thế nhưng mà biết là đứa nào thế đứa nào lấy những cái chỉ đẹp của quân mình ăn. Không có phải mình muốn ăn chỉ đẹp đâu. Xin cho quân. Đây mới chỉ có thể có một cái mặt để cho những cái mặt. Đây mới còn chưa hay. Mới chỉ có một quá rẻ đồ. Mấy đống to không vặt được.
nhưng mà leo dài rồi. Tao đã đổ đâu vẫn này. Bà mua hết chỗ này chỉ bán 5 người. Bột bà. Bột kiểu ngày xưa gặm sống. Hãy subscribe cho kênh Cassava để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồng nào. Chị đi về, chị chợ về được. Ừ, bà nấu rồi chị. Để dẫn tay trong gian cơm.
Nào mua gì đây? Nóng không? Bảo nhá. Còn nóng không? Không. Cầm lấy xúc ăn. Ăn chứ. Ăn. Đây nhá. Bố này lúc tí lại khỏi. Có ăn được không? Thôi. Để chị dọn. Đi vào giường nằm đi. Đi tay vào nhé. Đi vào. Đi vào. Đỡ ngay nữa. Vào. Bồi cái bên kia cái này ấy. Đặt tay. Đi thử mình đỡ. Tiền gà ba tiền khóc thôi. Nó gai nó chọc đau lắm.
Cà phê nha, chỉ đánh cho nhà thơm nhỉ? Ừ. Mua cà nắng thơm. Ta chở bố mới tới cân mi nhá. Ăn cho đấy, ăn bằng cái gì? Bằng này. Sống bằng này. Thế ơi, đợi chị gái. Tối. Học gì, chị chán. ba năm mới được này.
bà nông thôn không biết buôn bán thì phải làm. Làm thì làm thôi chứ là vất vả lắm. Lần đảng ra chỉ hội cũng vất vả. Thế là bạn để kín cái này luôn. Thế là lúc con học ra tôi thả lai mày hẳn. Thả lai mày hẳn mua hẳn cái cô sấm ra luôn. Mày đấy này xì gần mà. Mì lo ca bảo cá hai phụ nữ đầy à các cô dặn lũ này à các cô có đi này hả bà nhắm nhức có đi được xin cơ khát cái ý ngọt đấy mình rồi đi kì 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 đồ ông tàu này hao khóc cái này cái gì ta mì kì bắn này tươi đây lăng mà hao khóc cái này bà này để kín luôn à cái thằng ọc lạ bà này để leo sàn không bà này tổ nghiệp cái sàn ấy cái đôi anh hết khẩn năm ba giá ăn à anh đang khu đút sâu là con nhà bà con trai chưa nè các cháu này nhanh lên ba ơi mấy bà đó cháu bà ngoại là ăn được rồi đó ngọt lắm bà ăn ngon đấy anh yêu em thì chúng chả thế bảy dứa thích thế ai thích mua dứa thì lên đây nhỉ. Bên nói tinh thổ người ta lên truyền hình ai biết ai biết cứ nói người ta không biết ăn kia hình nhà mình ai mà biết người chủ không biết đâu. Bà không ăn nữa chỉ ăn để cho bà ăn đi. Thế nên buổi sáng không gọt quả nào không. Rồi mùa gợp nói tính thổ đi nhưng mà chín lại lên quả chín nhiều các bạn chín nhiều ấy nhỉ nó mới đẹp chín nhiều càng to già nó chín trước chín lâu chín lâu là ăn đi chín lộn này cả ngó lái lộn nè ăn lốm tức đi này cả chín lâu vì nó là thứ ma kia thứ lộ chín hai ai thứ ma thứ lộ ở đây Thank you.
đấu luôn à? Về rồi rơi đồng rơi mất thôi. Mấy mấy một quả đấy? 10.000 quả thì ai? Bán hết rồi này. Không có bỏ sẵn rồi. Giờ bị quả đây. Thôi mới thằng miếng. Đây mấy quả? À quên dưới dưới 10.000 cân đấy nhục lắm thì quả chuyện. Ừ. Quả này mấy quả này thì em chỉ đoán nào. Quên mất. Thì lấy mấy quả? Bẻ cái này đi.
Ăn nào Phương? Phương về ăn, ăn không thì cứ lấy quả này này. Cầm về quả nào giống như nhau. Quả đây, quả đây, quả đây có. Quả đây đây. Vô bữa này mắt cho nó đi. Đẹp mà. Quả nó đỏ đỏ. Thế còn nói chuyện thăm cả. Quả bí kêu. Có chứ. Quả này lợi lâu. Này giả tiền luôn, tí quay lại. Thấy cầm đấy. Hai quả. Ai chẳng biết còn chứa ấy. Lạng. Không phải ngại đâu, gọt thật ý. Gọt nó nát. Gọt nó nát. Xấu. Nó xấu, gọt nó không được ngon. Em cũng biết gọt mà nhưng mà em lười. Bao nhiêu tiền? 9.000 tiền. Chị đi qua đại đấy nhá. Xoạt to à? Xoạt chân to ra. Ui, nặng chứ chịu. Thank you.
Ngồi dậy ăn. Mỏi mỏi. Ngồi ăn. Làm nóng á. Thổi. Ngọt đã dẻo. Thank you.
nhiều chưa? Đi đi đi. Có cây này to hơn này. To chưa?
Thank you.
không? Thank you.
Để to lắm thả ạ. Thank you.
Không, cái thua thua thua. Thank you.
150 lít. Lấy cái hàng 300 lít. Như nhau bà. Cho cái này vào túi về bắt cử với cái quần em. Hôm ngoái mua cả áo không bây giờ làm cái má áo trắng. Cho vào túi về bắt cử. Cái này có phải chị mặc nào mà không? Hả? Nó là phải giảm giá đi, nó vào máy cơm. Mẹ lấy cái khác đi, mẹ ơi. Lấy cái khác đi. Ông chị mặc đồ chân. Thank you.
rổ dễ hơn nhỉ. Để nó bị ấy sơ thế nó cũng mai không bán được. Ông bận bận thì mình lại về sớm đón ông chưa, ông đón chưa mình đón chiều.
tí này chắc là tí đó. Và tí của nhà hôm nay họ mới thử dòng đấy. Vâng. Ngon lắm. Giá má là các tí ơi, vậy đi nghỉ bà thì nó đắt được bao nhiêu mà? Và cũng là hàng năm mình hay thử cho nên là không bán. Yeah.
dính cái gì sao? Xôi hàng ngon này. Chặt thế. Quá.
bên nha. Hãy subscribe cho kênh Cassava để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, nằm đây. Đi về nhà chị ở đâu đây nhá. Về đấy chị đốt lửa mà nó đỡ rét. Ê, lạnh không? Ê. Lạnh không? Ấm. Ăn xong rồi tí chị nấu ăn nhá. Ấm nhỉ. Cái nhà em ở chỗ nào? Nhà em sao không về nhà lại còn nằm đấy? Không có nhà. Thế á? Thế bố mẹ đâu? Không biết nhỉ. Bố mẹ đi đâu mà không để đi này? Cửa đây tí một tí đó chị nấu cơm ăn nhá. Cứ ngồi đây để chị vào kia chị lấy nồi nấu nhá. Lâu mặt rồi. Đó, sạch nhá. Thế hồi xưa là bị làm sao đây? Không biết hết. Có lạnh không? Thế cứ ngồi đây cho ấm nhá. Ngồi đây nhá, để chị đi vào kia chị lấy ấy. Nấu cơm. Thank you.
xong chưa? Đi vào đi ăn đi. Đi, xong chưa? Đi, đi vào đi ngồi ăn. Đi ngồi đây nào. Mấy ngày em ngoan rồi, đói không? Ăn thìa hay đũa? Ăn thìa. Ăn thìa đi. Thôi đi nguội nhá, nóng lắm đấy. Có ăn được không? Em về ở đây. Thì em ở đây. Thì cứ ở đây với chị được. Lạnh lắm. Hôm nay chị sang chợ chị mua quần áo nhé. Mua quần áo thay mặc nó mới rất đẹp. Vâng. Quần áo mới bẩn lắm. Hoa dạ? Thank you.
Bây giờ cô phải lấy những cái gì mà phải dành Tết? Ôi, người ta cũng không nghĩ thế cô ạ. Ừ. Mồi cơ mà. Thì là không còn cái dàn kia là đặt cây suốt nhá. Nghĩa là cái ngán thôi. Cô gái mèo ở trên dẻo cao. Lò ăn trong cái thằng bông. Cân đi. Cổ thấy phải lên mẹ.
Đúng rồi. Chị nó để vào nó sẽ đông lại. Là đông chứ đông. 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 Cho tao cái túi đóng ngay kém thì lại cho cái túi đưa tí này. Đây. Đưa xem mặt ngon không? Năm loại. Năm lên nhé. Ba chỉ cố thôi. Nhanh không hết chị ơi. Giờ còn tinh loại lại này. Loại lại. Loại đâu bé? Đây có hai nửa cân. Cân. Cầm chị cái dao tí thế thầy. Cái dao này cắt khó. Đây. Đây.
đầu mất. Thì nó sau tắt máy. Làm chua chua ngọt ngon nè. Không ăn này để cho em. Ngon này.
đi để chị bán hàng không ngồi thôi. Em bay lên cho vào túi. Rồi chị mấy cái hai. Cho lấy hoa nào. Nhà cũng mua mà. Em mẫu cái áo. Cái kia để hỏi chị mua. Cái phải thay nhau rồi đúng ba. Cái cây gì mà nó cứ mấy em bán cho bầu. Mấy đây. Thank you.